Nha khoa Hân Tâm xin kính chào tất cả quý vị khách hàng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật may mắn tiếp theo của tuần này. Đó chính là chị Na đến từ vòng 12. Bật mí cho mọi người, đây là một chị gái rất vui tính và trẻ trung. Tâm sự cùng với Nha khoa Hân Tâm, chị Na cho biết phần sứ kim loại chị làm cách đây 7 năm. Sau một thời gian dài sử dụng, phần sứ kim loại bị oxy hóa dẫn đến đen viền nướu. Chính vì vậy làm chị cảm thấy kém tự tin khi giao tiếp với bạn bè và khách hàng của mình. Từ một chị gái vui vẻ hay cười, chị Na đã dần mất tự tin vì điều này. Chính vì vậy chị đã đến với Nha khoa Hân Tâm với mục đích có thể thay đổi nụ cười của mình. Bất ngờ chị đã được tư vấn về thể lệ tham gia chương trình thay đổi răng sứ kim loại thành răng toàn sứ Zirconia đang được Nha khoa Hân Tâm trợ giá hoàn toàn miễn phí. Chị đã đăng ký và may mắn hồ sơ của chị hoàn toàn hợp lệ. Chính vì vậy, Nha khoa Hân Tâm đã dành tặng trọn vẹn suất thay đổi răng sứ kim loại dành cho chị Na. Và kính mời quý vị khách hàng hãy cùng lắng nghe những tâm sự của chị Na trong đoạn clip này nhé. Răng xài sử dụng thời gian nó sẽ bị ố răng á. Với lại cái nếu chị cảm giác như là nó bị tối màu á. Với lại cảm giác như là nó không được thẩm mỹ. Nói chung là không được thẩm mỹ. Sĩ tư vấn á. Cái chương trình này thì chị cảm thấy áp dụng nó đúng với những gì bác sĩ nói, không phát sinh lên phí. Giờ đây, kính mời quý vị khách hàng hãy gặp gỡ với chị Na để cùng lắng nghe cảm xúc của chị lúc này sau hành trình thay đổi răng sứ của mình. Dạ, em xin chào chị Na ạ. Chị có thể giới thiệu lại đôi nét về bản thân của chị cho các vị khách hàng được không ạ? Tôi là Na. Hiện tại thì mình công tác ở 12. Thì mình được người thân á đã từng làm ở Nha khoa Hân Tâm và giới thiệu với mình để mình đi điều trị lại răng. Vậy thì chị Na ơi, vậy thì cái trường hợp mà răng của chị trước đây nó như thế nào mà chị muốn đến Hân Tâm để mình thay sứ đó chị ha? Răng của mình lúc trước đó là mình đã chụp sứ kim loại ba răng cửa và mình chụp khá lâu rồi. Thì sau một thời gian chụp răng sứ kim loại đó thì cái nướu của mình nó bị viêm, dẫn đến là nó bị đau, bị nhức. Thứ hai nữa là thật sự là nó không thẩm mỹ. Dạ, nó có cái viền nó màu đen đúng không chị? Do cái bản chất của răng sứ kim loại thì mình mang một thời gian sẽ có cái trường hợp là sẽ bị oxy hóa, nên là sẽ làm ấm lên cái lớp kim loại. Nên là như chị Na chia sẻ là nó không còn thẩm mỹ nữa. Mà mình đến Nha khoa Hân Tâm là qua một người quen giới thiệu. Thì làm sao mà chị biết về cái chương trình của bên em đây? Chị ruột của mình đã từng làm ở đây. Thì sau khi thời gian chị mình thấy là chị làm khá là nói chung là rất là ok thì mình cảm thấy là thật sự là mình có nhu cầu làm răng nó cũng khá lâu rồi. Nhưng mà mình chưa tìm được một địa chỉ nào để mà mình cảm thấy mình an tâm để mình làm. Thì mình được chị mình giới thiệu thì mình qua đây làm. Thì mình qua làm đó thì lúc nào mình không thật sự không biết cái chương trình này, nhưng mà khi vô làm thì nhân viên của bên mình có tư vấn, khá tư vấn rất là cặn kẽ nhiệt tình. Là biết đến chương trình này thì nói chung là cũng có sự may mắn. Thì Nha khoa Hân Tâm đang có cái chương trình như chị Na chia sẻ, đó là sẽ thay đổi răng sứ kim loại thành răng Zirconia. Chị Na ơi, biết cái thời gian thay sứ rồi mình làm răng nó có lâu không chị? Khi tính ra thì mình lên đây là lần thứ 3. Tại vì do bởi thì răng của mình nó không được tốt như răng mọi người. Có nghĩa là nó bị viêm ba cái răng trước của mình rồi thì mình phải đi điều trị. Nên thành ra là thời gian nó sẽ nhiều hơn người khác, có lẽ nó sẽ nhiều hơn người khác. Đây là lần thứ 3 và hôm nay là kết thúc luôn. Mình thấy nó cũng khá nhiều. Vậy thì như khách chị có thể chia sẻ cái cảm giác của mình khi mà mình, tại vì nhiều khách hàng khi mà nhắc tới làm răng thì chắc hẳn tất cả mọi người đều lo sợ, lo cái điều đầu tiên là có đau không nè. Thì hôm nay là chị Na cũng làm xong cái bước cuối cùng rồi, thì em xin cảm nhận của chị Na là cái lúc làm thì cái cảm giác mình như thế nào chị? Thật sự là mình là một người rất là sợ đau, cực kỳ sợ đau, một mũi tim mình cũng sợ. Nên thành ra là khi mình bước vô đây làm là mình cũng có nói bác sĩ là mình rất là sợ, mà khi mình sợ mình sẽ căng thẳng. Nhưng mà thật sự từ khi mà bắt đầu tiêm thuốc và điều trị răng cho đến khi gắn sứ gắn chụp khán giả tạm cho đến hôm nay và thời điểm này thì mình tin chắc rằng những người sợ đau mình sẽ an tâm thế nào. Thật sự là không hề đau một tí nào các bạn ạ. Dạ vâng ạ. Chị Na cũng chia sẻ là chị Na cũng rất là sợ đau đúng không ạ?
Nhưng mà chị Na đã cảm nhận và thấy là cái việc thay sứ này nó cũng bình thường lắm đúng không chị? Không có gì đáng sợ như mình suy nghĩ ha. Chị Na ơi, vậy thì mình ngày hôm nay thì chị ăn răng này rồi, thì chị có cảm thấy là hài lòng và nó đúng cái mong muốn mà ban đầu chị mong chờ về cái hàm răng mới không? Thật sự thì mình rất là khá hài lòng, mình rất hài lòng chứ không ai khá nữa. Mà bởi vì như lúc trước á, răng của mình nó khi cười ra thật sự mình không có tự tin mình cười, cười không dám hở môi luôn. Nhưng hôm nay thì trước mặt mọi người mình rất là tự tin để cười. Dạ vâng ạ. Là mình rất là hài lòng. Dạ. Nên thành ra là mình sẽ giới thiệu những người thân của mình, dạ vâng, những người bạn của mình sẽ đến đây để mà ủng hộ an tâm, bởi vì đây là nơi dạ mình... dạ vâng ạ. Dạ vậy chị Na ơi, mình có thể cho em biết là sau khi mà mình thực hiện xong quá trình thay sứ thì chị cảm nhận như thế nào về dịch vụ của nhà phân tâm ạ? Từ bạn tư vấn, dạ, tư vấn viên cho đến bác những bác sĩ điều trị cho chị, dạ, rồi cho đến thời điểm hôm nay thì tất cả mọi người trong quá trình chị làm răng hầu như có rất là nhiều bên tư vấn viên mình. Dạ vâng ạ. Ví dụ như là hỏi chị ơi có đau không? Dạ. Chị ơi sử dụng răng có vấn đề gì không? Nói chung là trong quá trình chị rất hài lòng về cách phục vụ, cách chăm sóc của các bạn, và thậm chí là như thành ra bây giờ chị đang có thì rất là hài lòng. Dạ, xin cảm ơn chị. Thì nhân qua đây chị Na có đôi lời nào muốn gửi đến các bác sĩ mà như chị Na nói là chia sẻ là làm rất là nhẹ nhàng cho mình không, thì thông qua cái clip này em sẽ gửi đến các bác sĩ chị ha. Thì nhân đây thì mình cũng xin rất là cảm ơn tới đội ngũ Hoa Thân Tâm đã đầu tiên là đã làm cho mình răng mình rất là hài lòng, dạ, rất là thẩm mỹ đẹp, và nói chung là ăn uống cũng rất là dễ. Thứ hai nữa là mình thật sự đây là lần thứ hai người trong nhà mình đã đến. Chị trước đó là chị mình, và thứ hai là mình gia đình mình hiện tại rất là tin tưởng với đội ngũ An Tâm, thì mình hy vọng rằng và mình cầu chúc cho An Tâm sẽ ngày một đi lên hơn, sẽ và nhìn sẽ có thật nhiều chi nhánh, ví dụ như tới miền Trung vùng 12 góc 1 gần với mình. Thì nói chung tại vì có những người ở đó thì người ta xa quá, người ta sẽ không biết tới, khó tìm tới mình, thì mình mong An Tâm ngày càng phát triển để tìm tới những quận khác nữa, những quận xa như mình, để mà những người như mình có cơ hội để được tự tin trong nụ cười, tự tin giao tiếp. Và nói chung là thật sự rất cảm ơn. Dạ, em cũng xin cảm ơn chị Na rất là nhiều ha. À, sẵn đây thì em cũng hỏi chị Na luôn một câu là nãy chị nói là ăn nhai rất là ok đúng không? Vậy thì nhiều khách hàng cũng phân vân lắm, nói là làm răng sứ thì chắc chắn là đẹp rồi, nhưng mà giá trị của răng sứ ở đây nó thể hiện ở hai phần, một là về phần thẩm mỹ, cái phần thứ hai nữa là phải ăn nhai tốt. Vậy thì cho em hỏi chị Na là trong cái thời gian gắn tạm đó thì mình ăn nhai nó như thế nào, chị có thể chia sẻ không ạ? Trong quá trình mình gắn tạm, từ cái lúc mà gắn tạm cho đến răng thật nó sướng, thì trong quá trình nhai thật sự là mình nhai mình cảm thấy rất là bình thường, giống như răng của mình. Không, thường á mọi người sẽ nghĩ rằng khi mà gắn răng giả vào thì sẽ cảm giác ăn uống nó không được tự nhiên, cái nhai nó bị giác nó sẽ không được ngon. Nhưng mà trên thực tế mình cảm thấy rất là bình thường, nó như răng thật của mình thôi, không khác gì lắm. Em xin cảm ơn chị Na ha, vì những cái lời chia sẻ rất là nhiệt tình của chị Na. Và câu hỏi cuối cùng mà em muốn hỏi chị Na đó là chị có lời nào nhắn nhủ đến những cái vị khách hàng cũng đang mang răng sứ kim loại, và người ta cũng đang mang cái tâm trạng giống chị, đó là cũng mong muốn làm răng lâu rồi, mà phần thứ nhất là do phần chi phí chưa cho phép, và phần thứ hai là do mọi người còn lo lắng và còn chưa tin tưởng, thì chị Na có lời nào để giúp đỡ những vị khách hàng đó không ạ? Mọi người có tự tin giống như mình. Mình đã từng rất sợ, nhưng bây giờ mình cảm giác mình rất là tự tin, nên mọi người có thể tự tin giống mình. Dạ. Cứ lên là không sao hết. Vâng, và nãy giờ thì chúng ta cũng đã được nghe những cái lời chia sẻ rất là thật tâm của chị Na, bởi vì chính chị cũng là vị khách hàng của An Tâm, biết đến nhà khoa An Tâm qua một người chị, và cũng mang cái tâm trạng chung giống tất cả các vị khách hàng, đó là lo sợ làm răng sứ. Tại vì trước đây thì thời gian khá lâu là chị cũng làm răng sứ kim loại rồi, và cái nỗi đau như vậy làm cho chị ám ảnh, đúng không chị? Nên là khi ngày hôm nay chị đến với An Tâm, và chị là một người rất là sợ đau, nhưng mà chị khẳng định rằng là trong quá trình thì chị không cảm thấy gì hết. Và cái phần thứ hai nữa đó là như chị Na thì cũng đã gửi lời động viên đến mọi người, đó là những ai mà mình đang mang răng sứ kim loại thì có thể là mạnh dạn lên và đăng ký chương trình,
Bởi vì nha khoa Hân Tâm đang còn rất là nhiều sốt. Tất cả những vị khách hàng nào mình đang mang răng sứ kim loại và có nhu cầu muốn thay, để chúng ta có thể sở hữu một nụ cười đẹp như chị Na, đúng không ạ? Và số quay của ngày hôm nay của nha khoa Hân Tâm thì xin kết thúc ở đây. Và hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo của nha khoa Hân Tâm nhé.